dòng lưu niệm của những ngày trong quân trường sống yêu thương và chân tán vong dương. Tuổi thư sinh đã qua mất rồi, giờ chỉ còn lại anh gắng trên vai chiếc đoàn trường quý sáng mai đầy xa vì kinh kỳ dậy một ngày hai đứa mình còn có đêm nay để thương nhớ chào nhiều.